Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chuyên mục Lớp Sài Gòn. Và để tiếp nối cho phần trước, đây sẽ là phần 2 ở chương tiếp theo, chương 9 của quyển Madame Nhu Trần Lệ Xuân, Quyền lực bà Rồng, cùng với những góp nhặt và trang trải thật quý hiếm về những nhân vật danh tiếng của họ Ngọc Viễn Đông ở thế kỷ 19. Nhưng mớ bồng bông với Lệ Chi là một vấn đề thực sự đối với bà Nhu. Bà có thể đã bớt lo lắng đi chút ít nếu chị bà không tuyên bố Etienne Augury không chỉ là một cuộc vui thoáng qua. Lệ Chi khẳng định ông ta là tình yêu của đời bà. Chồng bà từng là một thành viên được trọng vọng trong nhóm giật dây của chính quyền, đã mất tất cả uy tín và lòng tự trọng, bị tước bỏ mọi ảnh hưởng. Ông đã bị giáng cấp là một công chức bình thường. Giờ đây ông muốn một vụ ly dị, và điều đó đặt ra một mối đe dọa. Ông Châu biết quá nhiều về những hoạt động trong đảng chính trị của ông Nhu, cách thức nó vận hành và nó được tài trợ ra sao. Người ta kháo nhau lời đồn đoán rằng bà Nhu muốn cấm việc ly dị để ngăn ông Châu nói những điều có hại cho gia đình. Tuy nhiên, công chúng không biết rằng cuộc hôn nhân của bà Nhu đang đến hồi rạn nứt. Với người bàng quan, vợ chồng bà Nhu là một cặp quyền lực gây gớm, nhưng nỗi thất vọng cá nhân của bà Nhu đã thấm đẫm những trang nhật ký mà bà bắt đầu viết từ năm 1959. Tôi để ý tới quyển nhật ký vào tháng 8 năm 2012, khi James Văn Thạch, một đại úy về hưu của quân lực Hoa Kỳ, đã bắt liên lạc với tôi. Ông trạc tuổi tôi, sống ở Bronx và đã tìm thấy tôi qua Google Search. Giống như tôi, James quan tâm đến lịch sử chiến tranh Việt Nam, nhất là câu chuyện về bà Nhu. Tôi đã hoài nghi khi James nói với tôi rằng anh có quyển nhật ký của bà Nhu. Việc một quyển nhật ký 50 tuổi giờ đây xuất hiện trong tay một cựu đại úy quân lực Hoa Kỳ 36 tuổi ở New York có vẻ chà hơi lạ thường. Hơn nữa, bà chưa bao giờ đề cập về nó. Tuy vậy, tôi dẫn đến nhà song thân của James Quinn. Đó là một ngôi nhà phố có mặt tiền phẳng với lớp giữa ngoài màu nâu khác lạ. Cơn bão Sandy đã quét qua vùng lân cận 2 tuần trước, nhưng chỉ làm thiệt hại có 3 cây xanh ở đây. Những đám người vẫn đang ở ngoài dọn dẹp xuống đống ngổn ngang. Cha của James ở đâu không thấy khi tôi bước vào cửa, là một cựu quân nhân Mỹ, giờ đây ở tuổi bát tuần. Ông đã có 2 chuyến đi đến Việt Nam, nên đã gặp mẹ của James. Bà trẻ hơn ông, chỉ mới qua tuổi 60. Bà thực sự đã bước qua cách quãng xuống những bậc tam cấp để gặp tôi, nhưng rùng mình ớn lạnh khi nó gió luồn qua những kẽ hở chiếc áo len mỏng manh của bà. Bà cao hơn hầu hết những phụ nữ Việt Nam một cái đầu, với mái tóc đen dài xõa xuống vai, những móng tay của bà được sơn phết và đôi môi cong mềm mại như vẽ lại những đường nét bên dưới chiếc áo len dày tay. Hồi còn thiếu nữ, bà đã từng là một vận động viên nhảy cao trong đội Olympic Việt Nam Cộng Hòa trước khi bà rời Việt Nam năm 1974. Bà đi vừa đúng lúc miền Nam đã thất thủ trước miền Bắc không đầy một năm sau khi bà ra đi, và phải mất một thập niên làm giấy tờ trước khi bà có thể bảo lãnh những thành viên khác trong gia đình và đưa họ rời đi. James đã không hoặc không thể giải thích nhiều về việc làm thế nào anh có quyển nhật ký, nhưng nó có gì đó liên quan đến những thành viên trong gia đình đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa năm 1963. James lắc đầu, từ chối kể bất kỳ chi tiết chính xác nào hơn với tôi ngoài câu tôi đã đến tuổi trưởng thành và tôi có quyển nhật ký. Tôi không chắc liệu là anh ta sẽ đâm đầu vào rắc rối cho đến khi tôi biết nên ta tìm được quyển nhật ký hay đó chỉ do căng thẳng mà thôi. James đã kể với tôi rằng việc có nó trong tay khiến anh bồn chồn bất an. Cứ như thế, tôi mang tấm bia mục tiêu trên lưng mình. Anh không đọc được nó viết bằng tiếng Pháp, nhưng anh hy vọng tôi sẽ cho anh biết những trang viết về nó. Tôi thật khó mà tưởng tượng được James có thể sợ sệt bất kỳ cái gì. Anh có một dáng dấp nhà binh mạnh mẽ, với chiều cao 1m88 và cuồn cuộn cơ bắp. Nhưng những lần bị thương ở Iraq và Afghanistan đã khiến anh bị tàn tật suốt đời. Anh bị hành hạ bởi những cơn đau nửa đầu và mất trí nhớ ngắn hạn do chấn thương sọ não, bị tổn thương dây thần kinh và rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Bất chấp những điều đó, James có vẻ tràn trề hy vọng vào tương lai. Những khoản tiền từ lương hưu và trợ cấp tàn tật sẽ được gửi đến hàng tháng và anh có thể xoay sở ổn thỏa. James lái chiếc xe tải Mercedes màu trắng và mang một chiếc cặp da Louis Vuitton bên tai,
không cần cầm gậy. Anh đưa mẹ đến một tiệm xoa bóp gần bên và rõ mặt nói về chuyến đi sắp tới về Việt Nam cùng dì anh đi gặp gỡ một cô em họ xa. Cô ấy chỉ mới 17 thôi, nhưng những việc như thế này tất phải làm gì đó, là cách thức truyền thống Việt Nam, anh giải thích. Cho em cho phép tôi xem lướt qua quyển nhật ký tại một quán cà phê Starbucks trên đại lộ Jamaica. Nó có cỡ chừng 13x18cm, kích cỡ hoàn hảo để đút nhanh vào ngăn kéo bàn sau khi ghi đôi dòng trong ngày, và đủ nhỏ để nhét vào dải thắt lưng bộ đồng phục để đưa lén ra ngoài dinh. Giấy cạc tông ố vàng do thời gian tạo thành bìa trước và bìa sau được buộc lại bởi một băng vải, và mỗi lần lật sang trang mới nó như muốn rứt khỏi gáy sách. Nét chữ Thảo nghiêng sang phải choáng đầy 300 trang giấy bằng thứ mực viết máy màu nâu, mực bút bi xanh và đôi chỗ là bút chì. Một vài mục trông như đã được viết bằng bút chì sáp đỏ, loại mà mẹ tôi dùng để đánh dấu đồ khâu giá của bà, nhưng tất cả đều hoàn toàn khớp với nét chữ viết tay của bà Nhu. Và để cho chắc, tôi đã kiểm tra chéo những thời điểm nơi chốn nhất định mà tôi đã biết bà ở đó, những sự việc và những người mà tôi biết bà đã gặp. Ông Nhu, ông Diệm và các con là những nhân vật chính cho câu chuyện của bà Nhu kể từ tháng Giêng năm 1959 cho đến một cuối cùng vào tháng 6 năm 1963. Quyển nhật ký này là của bà, tôi chắc chắn. Quyển nhật ký này ác hẳn là nơi bà Nhu chốt nỗi lòng mà con phải đối mặt với sự chỉ trích hoặc áp lực sống theo những kỳ vọng. Bà ác hẳn đã vào thời kỳ đẹp nhất đời mình khi bà khởi sự quyển nhật ký như một đệ nhất phu nhân, là người mẹ trẻ quyến rũ và xinh đẹp của ba đứa con. Bà tìm thấy sự thoải mái trong hầu hết những sự việc thường nhật. Bà Nhu yêu những bộ phim Hollywood và tiểu thuyết Nga. Bà thích đi nghỉ lễ với các con ở miền biển và miền núi. Bà sợ bị già nua, bà sợ cuộc đời trôi qua lạnh lùng. Và trong những trang viết nghệt ngoạt, bà để lộ nỗi bất hạnh của cuộc sống làm vợ ông Nhu. Bà Nhu đã hy vọng về những vấn đề hôn nhân giữa họ sẽ tốt lên một khi họ đã sống với nhau trong dinh lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân của mình. Bà đã có thể chờ đợi chồng về nhà. Ông đã làm việc cực lực để đưa anh trai về dinh tổng thống, và bà Nhu cảm thấy bà đã chứng tỏ giá trị bản thân với chiếc ghế trong quốc hội và tư cách bà chủ nhà của ông Diệm. Bà đã chờ đợi mọi thứ khác bắt nguồn từ đó, sự hỗ trợ về tình cảm, tình yêu xác thịt rằng ông Nhu sẽ bỏ thuốc lá và tử tế với bà. Nhưng điều đó không đến. Đã có những cuộc cãi giả hung bạo và những cánh cửa đóng sầm. Bà Nhu đã chán ngán vì phải ngoan ngoãn chờ đợi chồng. Bà nói vì lẽ ông không bao giờ gọi. Thoạt đầu bà không hiểu tại sao. Bà hãy còn trẻ trung và xinh đẹp. Ông Nhu hẳn đã quá già để thích thú với những điều đó. Bà viết ban đầu bà hình như thấy xương thoát ông. Một sự thiếu quan tâm đến tình dục của ông là một mất mát của sự già nua. Nhưng trong những mục khác, bà Nhu bày tỏ nỗi buồn tuổi cho bản thân mình. Bà bị gắn vào đời một lão già bất lực và phải nghĩ ra những phương cách để làm dịu bớt ngọn lửa ham muốn hừng hực thiêu đốt. Có một bằng chứng sinh học cho thấy ông Nhu đã gần gũi bà ít ra một lần, vì bà Nhu đã lại mang thai năm 1959. Nhưng điều đó dường như là một ngoại lệ trong cuộc sống cô đơn đầy thất vọng của bà. Khi bà Nhu mang thai đứa con út tháng thứ 7, bà phát hiện ra ông Nhu rốt cuộc vẫn có thể thức dậy ham muốn tình dục, nhưng là bởi ai đó khác. Bà Nhu miêu tả chi tiết cuộc tranh cãi giữa họ khi bà đối chất với ông Nhu về tội ngoại tình của ông. Bà nổi xung thiên với ông không vì tội ngoại tình cho bằng việc đã làm điều đó với một kẻ thô tục và hèn hạ đến vậy. Bà Nhu không bao giờ viết tên cô gái trong quyển nhật ký, chỉ đề cập đến cô bằng từ kẻ đó. Ông Nhu đã biện hộ cho ông và người yêu, cô gái ấy dịu dàng và tốt bụng và không hèn hạ, chỉ phải tội nghèo. Và hơn thế nữa, cô không có gì giống như vợ ông, vì bà làm tôi sợ, ông nói. Cuộc chiến tiếp theo thật khốc liệt, nhưng nó kết thúc vài ngày sau. Với một ghi chép lạnh lẽo, bà Nhu và chồng bà đã đồng ý rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ tốt hơn nhiều so với khi họ cách mặt nhau nhiều hơn. Bà Nhu thấy mình nằm thao thức trên giường, cố nén những giọt nước mắt. Người đàn ông lạ lùng sẽ ngủ với ai sau cô ta đây? Tình yêu như trên phim ảnh, tình yêu như những gì bà đọc thấy trong những quyển sách sẽ chẳng bao giờ đến với bà. Để cứu vãn cuộc hôn nhân này, bà sẽ phải dừng giả vờ như nó từng khá hơn thế. Bà Nhu đã nghĩ bà có thể trói buộc ông Nhu với tuổi trẻ, sắc đẹp, sự duyên dáng, xã giao của bà, hay thậm chí với việc bà là mẹ của các con họ. Nhưng bà gần như là kẻ vô hình đối với ông trong dinh tổng thống. Thật sự thì không hề có cái nguy cơ rằng ông sẽ rời bỏ bà. Ông quá sùng đạo, và bà thì sẽ không rời bỏ ông. Vị trí của ông đằng sau ngai vàng đảm bảo sự an toàn cho bà, cho các con và gia đình mở rộng của họ. Không có ông, bà còn là cái gì nữa?
Trong bối cảnh đó, lệnh cấm ly dị của bà Nhu có vẻ đáng trách. Bà không muốn người chị của mình thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân bất hạnh như bản thân bà bị mắc kẹt trong đó. Một câu chuyện được tiết lộ rằng, sau khi Lệ Chi nghe nói về luật này, bà đã lái xe đến Vinh với cổ tay bị cắt. Bà Nhu từ chối gặp bà. Chuyện cần làm đã làm rồi, bà nói. Lệ Chi chạy sòng sọc vào Vinh, nhỏ máu xuống khắp nền sàn đá lát. Bà Nhu đã sai lính bảo vệ Vinh đưa chị đến bệnh viện và giam giữ bà ở đó. Bà Nhu đã không viết về nỗ lực tự sát của chị bà trong quyển nhật ký, nhưng bà quả quyết rằng bà đã làm gì phải làm để bảo vệ chị mình, vì tổng thống của quốc gia không thể bị dính líu đến một vụ tai tiếng như thế. Về sau, chị của bà Nhu đã kể lại với các ký giả các sự kiện theo cách nhìn của mình. Năm cảnh sát chìm ăn mặc như bảo vệ bệnh viện đã canh gác bên ngoài cửa phòng bà một suốt một ngày đêm. Bà đã viết một bức điện tín cho mẹ và thuyết phục một y tá thông cảm lén đưa nó ra ngoài bệnh viện. Mẹ bà từ Hoa Kỳ đã trở về để giải cứu Lệ Chi và lợi dụng việc bà là mẹ của bà Nhu để bác bỏ ý muốn của đệ nhất phu nhân giam cầm Lệ Chi trong phòng. Có vẻ như những người lính canh đã đủ cảm động, hoặc có lẽ họ thật sự lúng túng để mặc cho người bệnh được đưa ra khỏi cửa bệnh viện. Bất luận những sự kiện gì đằng sau câu chuyện này, chiếc máy phao tin đồn Sài Gòn không ngừng làm việc ngày đêm, nhưng vẫn bỏ sót những dấu hiệu về một cuộc hôn nhân bất hạnh trong Vinh Tổng thống. Thế vì họ và người ta đã suy xét việc liệu bà Chi đã bị tống giam hay ở bệnh viện, có phải bà Trương đã bay về từ Washington để lén đưa cho cô con gái lớn của bà ra khỏi đất nước, phải chăng bà Nhu đã thật sự nói với chị mình, với hai cổ tay vẫn đang bị băng bó, tôi chỉ có một. Hối tiếc duy nhất là chị đã không tự sát thành công. Vinh Tổng thống đã cố gắng làm cho tất cả chuyện đó trôi vào quên lãng. Mặc dù là một cố vấn giỏi trong nhóm giật dây của ông Diệm, chồng bà Lệ Chi vẫn bị đuổi đi đến Paris, Antoine O'Leary. Nhiều năm sau đã xuất bản một hồi ký khẳng định rằng bà Nhu đã sai ai đó tiêm virus dịch tả vào người ông. Có lẽ đó là điều bà Nhu muốn nói khi bà biết rằng bà đã làm những gì phải làm. O'Gary đã trải qua một thời gian trong nhà tù Việt Nam Cộng Hòa trước khi được dẫn độ về Pháp, và từ đó ông đã theo chân chị của bà Nhu đến Mỹ. Năm 1963, Tổng thống Diệm vẫn còn đang thăng phiền về Lệ Chi. Ông sợ bà ta đang hành xử như một con điếm ở Washington, gây tai tiếng ở Georgetown và thậm chí dồ dập những thầy tu. Nhưng ông không biết gì về tình yêu đích thực của bà Lệ Chi lấy người đàn ông Pháp, và mặc cho cái kết cục khủng khiếp đã xảy ra với những thành viên còn lại ở của bà, vợ chồng bà vẫn sống hạnh phúc bên nhau ở Bắc California, Carolina vào thời điểm những dòng này được viết. Với việc ông Châu đã bị trục xuất đến Paris và Lệ Chi dưỡng thương ở Mỹ, scandal về vụ ly dị rốt cuộc đã chìm xuống yên ắng và luật gia đình vẫn không bị suy xuyển. Đứng về mặt luật pháp, phụ nữ ở Nam Việt Nam có cùng những quyền như đàn ông, phụ nữ có sự bình đẳng với chồng, cha và anh. Nhưng trong Vinh thì không, bà Như vẫn cảm thấy bất hạnh một cách sâu sắc. Những căn phòng ầm ĩ, người người không ngớt chạy ra chạy vào vì những tấm trần cao cũng như kích thước đồ sộ càng khuếch đại những tiếng ồn. Chẳng có mấy sự thanh bình bên trong. Nhưng với bà Nhu, việc bước ra ngoài ở Sài Gòn đang trở nên ngày một khó khăn. Bà không thể chỉ cần khoác bộ đồ tắm và đi bơi tại Circle Sportif với những phu nhân khác trong chính giới. Bà cũng không thể chơi bài hoặc nói chuyện phím với bạn bè. Edward Lansdale, sĩ quan tình báo Mỹ, đã phát triển một mối quan hệ rất tốt đẹp với ông Diệm và bà Nhu, đã nhìn thấy tình cảnh của bà Nhu trong bi kịch của Vinh Tổng thống. Bà biết tất cả những thái độ xã giao cần có của một nữ chủ nhân trong một ngôi nhà giàu có và văn hóa. Vì vậy bà đã được đào tạo để trở thành một phu nhân thanh nhã, biết cách mời mọc khách khứa và gợi những cuộc trò chuyện bên bàn ăn, có thể tiêu khiển bên cây đàn piano và sống một cuộc sống đầy nét quyến rũ thanh bình. Bà đã lấy một người đàn ông trông như thể đây là một cuộc đời dành cho ông. Bà bước vào một căn phòng trong Vinh nơi mọi người tụ tập và hỏi liệu có ai thích nghe bà chơi dương cầm giữa cuộc họp hay không. Chồng bà thì bận biểu với anh trai, có một chuyện khủng khiếp nào đó đang diễn ra, có thể có những loại lính tráng nào đó chạy sòng sọc vào những vấn đề hệ trọng, và có thể là một tiếng chuông báo động rằng Vinh Tổng thống sắp bị đánh bom hay một cái gì đó rất khốc liệt đang xảy ra, một điều gì đó rất không hợp với các quý cô. Và những người đàn ông sẽ nói, không, giờ chỉ cần để cho chúng tôi một mình. Vậy là bà không thể sắm vai trò đích thực mà bà đã được đào tạo cho cuộc sống sau này. Sẽ dễ dàng hơn đối với bà Nhu khi bà hoàn toàn xa cách Vinh Tổng thống. Mỗi khi có thể, bà trốn tránh về miền sơn cước ở Đà Lạt và mơ mộng về một ngôi nhà trân quý bà sẽ xây ở đó, nơi có thể bơi trong bể bơi của mình, tản bộ trong khu rừng của mình, tìm được sự ẩn náu và tĩnh mịch mỗi khi cần.
Đang khi giấc mơ đó vẫn được xây dựng và còn rất nhiều năm nữa, thì bà Nhu đã tận dụng một ngôi biệt thự Pháp nhìn ra bờ biển ở Nha Trang. Các con bà có thể chạy chân trần trên bờ biển, nuôi dưỡng với sóng và học câu cá. Sau những trò vui, chúng lại chạy lại ôm mẹ. Bà hít ngửi mùi hương của chúng. Chúng mang mùi của nước biển và mồ hôi, cũng như một cái gì đó ngọt ngào, có thể là những quả dứa bên bờ bãi, hoặc có lẽ đó chỉ là mùi của trẻ thơ. Nó là một cái gì mà cuộc sống ở Sài Gòn không cho họ nếm trải quá thường xuyên. Điều duy nhất mà bà Nhu và chồng bà có thể đồng tình là mối quan hệ tâm trung của họ dành cho các con, đó là sự quan tâm. Và cũng như là lớn lên trong Vinh với quá nhiều cả hầu người hạ và không có bạn chơi cùng, là một tuổi thơ kỳ quặc, tuổi thơ mà họ lắng nghe, lo lắng đã để lại những tác động lâu dài cho các con của họ. Lệ Thủy sáng dạ nhưng nghiêm nghị, điều đó khiến cô có vẻ chững chạc hơn, buồn bã hơn là dáng vẻ của một con bé 13 nên có. Các em trai cô là cả một vấn đề nan giải, nhút nhát và ủ dột. Đó là Trác, ở nhà thì nó cấu véo em trai Quỳnh và chọc thằng nhỏ khóc. Nhưng Quỳnh, bà Nhu nhận xét, vẫn dễ thương, chạy đuổi theo anh trai và này được chú ý, kể cả điều đó đến dưới hình thức của một sự ngược đãi. Bà đã cố nói chuyện với hai đứa con trai, cố thi hành kỷ luật với Trác và cố khuyên Quỳnh để tự biết bảo vệ mình. Nhưng những gì hai đứa con cần là được ở bên cha nhiều hơn. Chúng thậm chí không biết chúng đang nhớ ông. Ông Nhu đã vắng mặt hầu hết thời gian sau khi các con chào đời ở Đà Lạt. Ông đã lại ra đi khi gia đình lần đầu đến sống ở Sài Gòn. Và giờ đây, ông luôn luôn vắng bóng, đi về miền nông thôn thăm viếng các anh em hoặc làm việc trong văn phòng của mình. Để thư giãn, ông lại ra đi để săn bắn hay đi thăm tình nhân của ông ả đó. Chẳng bao lâu sau, họ có một em bé nữa, đứa con thứ tư, để chăm sóc và lo lắng. Một chút hy vọng trong bà Nhu đã mách bảo rằng đứa con út này chào đời vào một thời điểm trọng yếu như vậy của lịch sử quốc gia và trong lịch sử gia đình họ. Có thể dễ thấy được rằng thay đổi mọi chuyện, và có lẽ một khi việc sinh nở này xong xuôi, bà Nhu sẽ thử một cách khác để thu hút sự chú ý của chồng, một cách dựa vào đầu óc hơn là sắc đẹp của bà. Vào tháng 7 năm 1959, bà Nhu đã hạ sinh đứa con út. Đó là một bé gái, và bé gái này, Lệ Quyên, rất giống cha. Họ có cùng một đôi mắt nghiêng xuống và cùng một nụ cười chênh chết. Bà Nhu cho cô con gái út mặc đồ ngắn và tạo kiểu tóc như một cậu thị đồng. Những bộ quần áo tomboy nhỏ nhắn này tất nhiên là dễ xoay sở hơn những đầm vái và nơ con bướm đầy kiểu cách, và cũng làm nổi bật sự giống nhau của đứa bé với cha. Ông Nhu dường như vẫn không chú ý, gần như hàng đêm, ông đơn giản nói, tôi phải làm việc, và đẩy chiếc ghế xa khỏi bàn ăn, buông đôi đũa tựa vào vành chén cơm trên những miếng thức ăn dang dở. Ông Nhung đi cầu thang xoắn ốc xuống một tầng và trải qua nhiều giờ trong văn phòng với cánh cửa đóng im ỉm. Từ sàn lên tới trần tràn ngập sách vở và giấy tờ. Đôi khi ông bàn bạc với anh trai, nhưng ông Nhu không chỉ xuống đó để làm việc, ông kiếm chỗ hút thuốc. Bà Nhu đã hối thúc ông bỏ thuốc trong nhiều năm. Bà căm ghét mùi khói thuốc lâu ngày, nó làm hôi hám hơi thở, tóc và không khí xung quanh ông. Ngay cả những ngón tay ông cũng ố vàng. Bà đã thử mềm mỏng khích lệ, sau đó là nhẹ nhàng trêu chọc. Khi họ chuyển vào Vinh, sự phản đối của bà trở nên kiên quyết. Vinh đủ rộng để ông có thể tìm được chỗ nuông chiều thói quen của mình. Bà không cho phép ông hút thuốc trên lầu trong chỗ sinh hoạt riêng tư của họ. Ông Nhu tuân theo nhưng không từ bỏ. Ông giấm dúi hút sao cho bà Nhu không thể nổi giận gay gắt với ông vì đã phá vỡ quy tắc của bà, nhưng ông vẫn thể hiện rõ ràng rằng phép tắc của bà sẽ không làm thay đổi thói quen của ông. Cuối những buổi chiều trong văn phòng, ông Nhu sẽ chút cả gạt tàn đầy vào một phong bì và đưa nó cho bảo vệ đi đổ bỏ. Bà Nhu không thể làm gì nhiều với chuyện đó. Đó là lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960, khi những tiếng pháo lớp bớp từ xa đánh thức bà Nhu. Âm thanh nghe hoang hỉ một cách lạ kỳ, giống như tiếng pháo hoa hoặc tiếng khui champagne. Không rõ lắm vì nó hãy còn xa quá. 3 giờ sau, tiếng nổ đanh giòn của súng trường đã xé tan ảo tưởng rằng đây chẳng phải là một câu chuyện nghiêm trọng chết người. Sau đó tin tức tràn vào Vinh nói rằng hai cháu trai nhà họ Ngô, các con trai của em gái họ đã bị bắn chết. Những con đường ngay bên ngoài cổng thật hỗn loạn. Bà Nhu dắt dưới những đứa trẻ giấu dưới tầng hầm Dinh Tổng thống. Ông Nhiệm và ông Nhu đã được báo cho biết tình hình.
ba tiểu đoàn lính dù đã làm phản, được dẫn đầu bởi một nhóm quân nhân và quân sự, dân sự đã oán hận chế độ ngày càng sâu sắc. Họ đã chán ngán chủ nghĩa gia đình trị. Họ đã phát ớn với việc gia đình cai trị này luôn luôn ngờ vực họ. Những người lính dù đã chiếm các trung tâm chính chủ then chốt ở Sài Gòn và bây giờ đang lên kế hoạch tấn công vào Vinh. Các anh em họ Ngô cực kỳ bàng hoàng. Họ bàn bạc trong văn phòng ông Diệm với những bộ pyjama vẫn còn trên người. Chỉ có Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn còn trung thành. Còn nhiều điểm quân sự then chốt đã nằm trong tay bọn phiến loạn. 28 thường dân đã bị giết. Một nhóm chủ yếu là thanh niên trai tráng tụ tập bên ngoài cổng vào lúc rạng đông. Họ không có tình cảm đặc biệt dành cho phía nào cả. Họ chỉ đơn giản là hiếu kỳ về những gì đang xảy ra và ai sẽ thắng. Cảnh sát cũng chẳng đứng về bên nào, chỉ làm mọi việc hướng dẫn dòng giao thông vẫn đang bình thường một cách kỳ quái ra khỏi làng giao tranh. Điều điên tiết nhất với anh em họ Ngô giữa cảnh bao vây này là sự thiếu phản ứng từ phía Mỹ. Các đồng minh lẽ ra không tỏ ra trung lập như vậy. Ông Diệm và ông Nhu đang tính nước thoái lui. Mọi người hầu sẽ đều đặn chạy lên lầu để báo cáo diễn biến mới, rồi quay lại nơi mà bà Nhu và bọn trẻ đang chui rút với nhau dưới tầng hầm để cho hay tình hình hiện tại. Tổng thống giờ đây đang họp với tướng Nguyễn Khánh, họ nói. Mắt bà Nhu rực lên, bà tự hỏi người đàn ông này ở phía nào đêm đó. Bà Nhu biết quá rõ về Nguyễn Khánh để có thể tin tưởng ông ta. Mẹ của ông ta điều hành một hộp đêm ở Đà Lạt, mua vui cho những người Pháp. Cha ông ta từng là một địa chủ giàu sụ ở miền Nam, có tình nhân là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng. Khánh đã gia nhập Việt Minh trước khi chạy sang phía Pháp, có lẽ vì là một người lính trong quân đội Pháp hưởng bổng lộc nhiều hơn. Ông ta đã vào học viện quân sự ở Pháp và quay lại chiến đấu cho phe Pháp trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Ông ta thích khoe khoang rằng mình đã từng phục vụ dưới trướng của tướng Pháp nổi tiếng Jeans de Largis de Tassinis, người mặc quân phục may bởi Lanvins, một nhà thiết kế thời trang lừng danh ở Paris để đánh trận. Một chút oai nghiêm nào đó của vị tướng lãnh Pháp đã truyền sang ông ta. Nguyễn Khánh để chòm râu dê và đi đứng nghênh ngang ở Sài Gòn như một chú gà trống, chân vòng kiền lượn quanh chuồng gà. Đã gần một thập niên để từ khi Nguyễn Khánh hộ tống bà Nhu và Du Bảo Đại trong những chiều dã ngoại ở Đà Lạt. Bà Nhu nhớ lại rằng trong lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, Nguyễn Khánh đã để ý cặn kẽ những gì bà chọn trong giỏ biết niết và nhìn chòng chọc vào từng cử chỉ của bà. Lần tiếp theo họ ở với nhau, ông ta mang đến những thứ mà bà Nhu thích nhất và ra mặt chiều lòng bà. Thế vì coi những hành vi ấy là đáng mến, bà Nhu nhận thấy Nguyễn Khánh thâm hiểm. Việc Nguyễn Khánh trường mặt tại Vinh giữa cơn binh loạn khói lửa làm cho bà Nhu nghi ngờ. Bà rất lo ông ta sẽ đánh liều gây tổn hại tới nơi nương náu quý giá nhất của mình. Ông ta hẳn đã có một sự bảo vệ của những kẻ âm mưu đảo chính, bà lý luận. Và vì vậy bà Nhu giao phó việc chăm sóc bọn trẻ cho bà bảo mẫu người Hoa đang ẩn nấp với chúng dưới tầng hầm và một mình đi băng qua các hành lang tĩnh lặng để tìm ông Nhu. Trong ánh sáng đang lên buổi sớm mai, bà nhìn thấy một con hươu chết trên trảng cỏ trong Vinh. Nó đã bị bắn xuyên đầu và bằng cách nào đó đã nằm bẹp bụng xuống, bốn chân nó xoạc ra một cách khủng khiếp. Cái cảnh tượng cái chết quá gần Vinh tổng thống gây choáng váng hơn rất nhiều so với tất cả những lời cảnh báo trừu tượng về sự nguy hiểm đưa đến tai bà khi bà đang co rúm trong tầng hầm. Con thú chết đã khơi dậy một bản năng nguyên thủy, vốn đã thức dậy đúng ngay lúc khi bà tìm thấy chồng và ông Diệm trong văn phòng ở tầng 1, đang suy tính nước đi kế tiếp. Ông Diệm đã bắt đầu đàm phán những điều kiện với những kẻ âm mưu đảo chính. Ông đã hứa hẹn với họ một chính phủ mới và thay đổi. Và khi bà Nhu vào đến văn phòng ông thậm chí đã đến đài phát thanh để tuyên bố điều đó. Ngài Tổng thống quá đỗi mềm lòng, bà nhận ra. Một ai đó sắp sửa phải gánh lấy trách nhiệm, hòa giải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Cũng như ông Diệm đã tỏ ra mạnh mẽ khi đối với những tên cướp Bình Xuyên, giờ đây ông cần phải đứng vững. Bà Nhu sải bước về phía ông Diệm, bà không che giấu nỗi thất vọng. Trong những cuộc phỏng vấn sau này, bà nói rằng khi Tổng thống cư xử như một đứa trẻ, bà đã muốn tát ông ta. Trong nhật ký của mình, bà đã cáo buộc ông Diệm hành động như một đứa bé. Bà cũng viết tôi chán ghét ông ta. Ông ta không có lòng tin vào chính mình và đã hạ thấp bản thân qua việc nói chuyện với bọn phản loạn. Một mô tả được công bố về tình thế đối đầu sáng hôm đó vẫn xác nhận rằng bà Nhu thật sự đã tát ngài Tổng thống. Cái tát mạnh vào giữa mặt trước khi nắm lấy đôi vai nghiêng của ông và lắc mạnh trong cơn dữ. Những điều đó nghe giống như một câu chuyện đã được thiêu dệt qua những kẻ ngồi lê đôi mắt trên bàn cà phê trước khi nó xuất hiện trên tờ St. Louis Post-Dispatch 3 năm sau.
Ngay cả khi bà Nhu không tát ông Diệm, những lời của bà đã có một tác động lâu dài. Chỉ giữ lại đây những người cần thiết để bảo vệ dinh, bà ra chỉ thị phá những người còn lại đi tái chiếm đài phát thanh. Những đơn vị quân đội vẫn còn trung thành với ông Diệm đang di chuyển nhanh hết mức có thể từ những vị trí ở vùng nông thôn. Nhưng họ tính toán rằng để thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào những kẻ âm mưu đảo chính sẽ phải mất 12 giờ. Tình trạng ở trong đó thế nào? Một binh sĩ trung thành đã đánh điện hỏi vị đại úy phụ trách bảo vệ dinh. Bà Nhu rất cứng rắn, vị đại úy trả lời, bà muốn chiến đấu kể cả phải chết. Ông Nhu im lặng, ông hình như không biết phải làm gì. Nhưng ông Nhu đã nhận ra điều đó đủ nhanh và thuyết phục ngài tổng thống rằng vợ ông đúng. Họ cần đứng vững trước bọn phản loạn. Các anh em họ nghe theo chỉ thị của bà Nhu từng ly từng tí. Một vài giờ sau, đúng như bà Nhu đã tiên đoán, người của ông Diệm đã chiếm lại những trung tâm then chốt trong thành phố. Nhưng các phản loạn cả tin lơ là phòng bị khi chúng reo hò ăn mừng dự định đầu hàng đã được công bố của ngài tổng thống đã bị nghiền nát. Bà Nhu đã cứu hai anh em tại một thời điểm quyết định. Mỗi lần ông Diệm nhận được lời chúc mừng, ông gật đầu với cô em dâu và ân cần cảm ơn bà. Secret of Madame. Đó là nhờ Madame. Nhờ vào mớ giấy tờ lộn xộn tràn như thác xuống bàn và vào bức tường, sách bừa bộn trong văn phòng của chồng, bà Nhu nhận ra rằng bà đã có một chỗ trong chế độ này. Cái sự biểu lộ lòng biết ơn của hai anh em đã xác nhận điều đó. Bà không chỉ còn là một gương mặt xinh đẹp ở dinh tổng thống nữa. Không có bà, anh em nhà họ Ngô trở nên quá đỗi ngây thơ, quá đỗi tri thức và xa rời hiện thực. Suy cho cùng họ là những người không vững vàng. Bà cảm thấy trách nhiệm là mũi thép nhọn trong ngọn roi của chế độ đã đặt lên vai mình. Đó là một niềm xác tín kỳ lạ, nhưng bà chắc chắn về nó. Mãi cho đến lúc ấy, bà nói với ký giả New York Times David Halberstam năm 1963, họ chưa hề coi trọng tôi, nhưng từ đó họ đã bắt đầu chú ý đến tôi. Chúng ta vừa nghe qua hết phần 2 ở chương 9 của quyển Madame Nhu Trần Lệ Xuân, Quyền lực bà Rồng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả và hẹn gặp lại.